Hello. Cuối tuần đi chơi với anh bạn gọi là Gia 110. Ê, từ. Yamaha giới thiệu. À quên nữa, bài Yamaha 2010. Rồi, 2010 với lại nhưng mà nhất này nó giữ rồi à. Nhưng mà tới 110 á là nhớ quay lại lần sau nha. Nhưng mà mình chạy qua cầu lớn luôn không? Bây giờ cái lịch trình đi đâu để biết. Lên cầu lớn, không phải chịu hay là gặp cầu. Cầu lớn, không có lên cầu hả? À?